Thân chào tất cả các bạn đã đến với chương trình radio tư vấn du học online của công ty du học Tân Đại Dương. Và trong chương trình hôm nay thì công ty du học Tân Đại Dương cũng xin giải đáp thắc mắc của chị Nguyệt Ánh, ngụ tại quận Phú Nhuận, đã gửi về cho Tân Đại Dương với câu hỏi như sau. Tôi có con năm nay là đang học lớp 10 tại Việt Nam và tôi rất muốn cho bé sang Mỹ đi du học. Và đặc biệt là tôi có nghe nói là ở Mỹ có những trường cao đẳng cộng đồng có nhận sinh viên, học sinh chưa tốt nghiệp phổ thông. Hy vọng là Tân Đại Dương có thể giải đáp cho tôi một số trường cũng như là chương trình này như thế nào hay không. Và xin chào chị Nguyệt Ánh, thì công ty du học Tân Đại Dương xin giải đáp thắc mắc của chị như sau. Đối với các em học sinh đã hoàn thành lớp 10 ở Việt Nam, tại Mỹ hoặc là ở Úc thì các bạn có thể không cần theo học tiếp chương trình lớp 11, 12 mà vẫn có thể xin vào học chương trình kép tại Mỹ hay còn gọi là chương trình cầu nối đại học High School Completion Program. Thì các chương trình cao đẳng này có thể rút ngắn được thời gian học tập của các bạn sinh viên. Sau khi hoàn tất chương trình 2 năm thì học sinh sẽ nhận được một chứng chỉ tốt nghiệp trung học phổ thông, đồng thời cũng sẽ nhận được một bằng cao đẳng. Và với tấm bằng này thì các bạn có thể liên thông lên 2 năm cuối của một trường đại học để lấy bằng cử nhân. Và đồng thời thì tại Mỹ không phải tất cả các trường Community College, cao đẳng cộng đồng đều có chương trình đào tạo này. Nó chỉ có áp dụng ở một số trường ở các bang như Washington, như là South Community College, Green River Community College hoặc là Seattle Central Community College, v.v. Và đối với những học sinh muốn đi du học sớm trước khi hoàn thành chương trình lớp 12 thì Tân Đại Dương khuyên các bạn nên chuẩn bị một khả năng Anh ngữ tốt để khỏi bỡ ngỡ khi mới đặt chân tới Mỹ. Đồng thời các bậc phụ huynh nếu có thời gian thì nên đưa con sang khi nhập học và dành thời gian để nói chuyện và tìm hiểu về văn hóa với các em, để các em có thể vượt qua cú sốc văn hóa đầu tiên một cách nhẹ nhàng nhất. Và nếu như các bạn hoặc là các bậc phụ huynh còn thắc mắc thêm thông tin chi tiết về chương trình học cao đẳng cộng đồng, chương trình kép, thì các bạn có thể liên hệ ngay với công ty du học Tân Đại Dương, công ty du học hàng đầu tại Việt Nam, hiện đang là đại diện tuyển sinh chính thức của nhiều trường cao đẳng cộng đồng uy tín tại Việt Nam. Và mọi thông tin chi tiết thì các bạn có thể liên hệ với Tân Đại Dương qua số điện thoại là 0838382080 hoặc là 0838484879, hoặc các bạn có thể truy cập vào website tandaiduong.edu.vn hay là tdvn.com, hoặc các bạn cũng có thể lên trực tiếp tư vấn tại Tân Đại Dương qua địa chỉ là 902 đường Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, hoặc là 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận 1. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.